Xin chào mọi người ha. Tối nay mình giới thiệu đến mọi người con laptop máy trạm Mobile Workstation nha mọi người, rất là chất lượng luôn. Nó là HP ZBook 15G3. Máy cực kỳ ok, máy rất là đẹp nha mọi người. Cái này là nó full nhôm toàn bộ. Đây là cái dòng mà gọi là máy trạm di động á mọi người, Mobile Workstation nè. Rất là khỏe. Những cái dòng mà lớn như thế này, đây là màn hình 15.6 inch nha mọi người. Máy chạm như thế này thì phù hợp cho mà mình chuyên đồ họa, chuyên vẽ vời rồi vậy mọi người. Thiết kế nó rất là mượt và nó là mát, và đặc biệt nữa là cái dòng này là nâng cấp cực kỳ đã luôn. Nâng cấp mọi người, nâng cấp thoải mái. Nó có rất là nhiều khe, nhiều ngõ để mà mình nâng cấp á mọi người. Từ từ mình sẽ giới thiệu sau, còn bây giờ mình đi quanh các viền cạnh góc ha. Cái này là khá là đẹp, như vậy là đẹp rồi. Ở bên này mọi người thấy nhìn các ngõ kết nối của nó là nhìn thấy mê liền. Hai ngõ Tai Chi sấm sét cạnh nhau này, ngõ sạc sạc này là sạc 150W sạc lớn của HP ZBook, rất là khủng luôn. Máy là kèm sạc nha mọi người, HDMI USB USB. Và qua bên này thì có SD rồi ngõ màn hình, ngõ mạng LAN. Nói chung là cái con máy này là không thiếu một cái ngõ kết nối nào hết mọi người ha. LED phím đây nha mọi người, phím cực kỳ đẹp luôn, LED phím sáng trưng nè. Và những cái dòng 15.6 inch đó thì nó có phím số rời bên hông để mà bấm vẽ vời nhập dữ liệu rồi nó nhanh đó mọi người. Và phím rất là đẹp, loa thì nghe cũng hay nữa mọi người, góc cạnh nó là đẹp nè. Không có bị, cái này là full nhôm hết, cái máy nó rất là chắc chắn mọi người, bàn ra chuột rộng, cực kỳ ok. Nó đồ họa thì xài tới những cái dòng này là cực kỳ mát. Màn hình 15.6 inch, màn hình này là màn hình full HD mọi người, nhưng mà cái độ sáng rất là cao, cũng cùng mà 15.6 inch nhưng mà cái độ sáng của những cái dòng này là nó sáng đã lắm mọi người, rõ cực kỳ luôn. Và ưu điểm của cái dòng này là pin trâu mọi người, pin nó cực kỳ ok, pin còn giống như dường như là 100% á, pin trên 3 giờ. Và mình giới thiệu đến mọi người cái cấu hình nè. Nó là HP ZBook 15G3. Đây ha. Cấu hình là i7 6700HQ. Đây mọi người, cái chip HQ. Thường thường cái chip HQ này là nó hay nằm trong những cái dòng máy trạm. HQ thì nó khỏe nha mọi người. Và HQ mọi người thấy 8 CPU mà 2.6 này nó khỏe lắm. RAM 32 GB. Cái RAM này 32 GB mặc dù đã cao như vậy rồi nhưng mà cái máy này là nó tới 4 khe RAM lận. Mọi người còn có thể là nâng cấp lên 64 GB rồi thoải mái ha. Đại khái là cái những cái dòng này là những cái dòng mà mình đã đồ họa, đã mát, đã chạy bền, đã chất lượng rồi mà hả, còn tạo điều kiện cho mình nâng cấp rất là ok luôn. Nó cái này thì quá ok rồi. Và thêm nữa nè, đây là card đồ họa, card này là card onboard trong máy đó mọi người, graphics 530 nè. Còn card này là card đồ họa rời M1000M, card này là card 2 GB ha. Thì với card đồ họa rời 2 GB kèm với lại RAM 32 GB trên những cái dòng máy này, chip HQ nữa, thì nói chung nếu như mà mình xài đồ họa mà bình thường tương đối ok, ví dụ như là mình dựng phim ảnh hoặc là mình làm những thiết kế rồi đó là cũng được nha mọi người. Máy thì mượt lắm, mấy cái dòng này là chạy là thoải mái, gọi là chạy siêu mát đó mọi người, chạy cực kỳ ok và ổn ổn định. Bởi vậy nên là hả, những cái dòng mà mặc dù mình thấy mọi người thấy là nó dày đó, nặng to, nhưng mà thực sự những cái dòng này là bởi chạy nó mới mát, mới êm, mới ngon á mọi người ha. Cái này thì trước đây mình cũng hay view nhiều, đợt này thì mới về lại thôi, chứ trước đây là nó hết rồi mọi người, toàn những cái máy mà mình đã view trước đây, cái dòng này là không còn một con nào hết, nay là mới về lại. Mà giá đợt này thì rất là tốt. Mỗi cái nhược điểm duy nhất là đây là cái dòng mà ở bên Nhật là người ta chuyên thiết kế dành cho đồ họa, cho nên là nó dạng như theo option của công ty á, là không có webcam nha mọi người. Nó có cái chỗ nè nhưng mà nó không có webcam, đó là nó zin như vậy luôn mọi người ha. Mình nghĩ là người ta chỉ chuyên cho công ty là thiết kế và nhân viên người ta làm, hoặc là người ta bảo mật cái chuyện gì đó là người ta không thiết kế webcam luôn, hoàn toàn không. Còn máy á, thì full option từ mọi thứ, chất lượng hết, toàn bộ ok hết, chỉ có là không có webcam thôi. Đẹp, sạc zin 150W nha mọi người. Máy kèm sạc như thế này mọi chức năng hoàn hảo hết, và mình báo giá mọi người 8 triệu rưỡi cho con này thôi, cực kỳ ok. Bữa nãy mình quên giới thiệu SSD ha, SSD nó là 512 nha. Và cái SSD này mọi người còn có thể nâng cấp thoải mái được nữa, nó có nhiều khe trong này để mà dân chuyên ngành á, là nâng cấp
Rồi cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình.